Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 25 tháng 9 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp ạ. Rất nhiều những cái dòng hàng kg và nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm với cái giá cực kỳ là yêu thương luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện và nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên ạ, lâu lắm rồi ạ, em mới có một cái lô dáng hương quế tím về rất là đẹp như này, hàng tươi roi rói luôn cô chú anh chị nhé. Cái dòng này thì hoa có thể sánh với cả hoàng nhạn luôn đấy ạ. Quế tím em bán với giá là 140.000 cho 1 kg nhé. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg đấy ạ. Và quế tím hôm nay thì những cây này thì rất là vừa tầm ghép sinh luôn. Còn ngoài ra thì em còn có những cây quế tím to và rất là đẹp ở đây, là những cây to nổi trội hơn trong lô này, thì em đang chọn ra và em đang bán theo lô ở đây. Cô chú anh chị mình có thể chọn sưu tầm này. Cái hình này em gọi là cái phần số 1 này, là cái 3 cây rất là to và khủng như này này, quế tím đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Và hình này thì em xin phép được bán với giá là, xin phép bán 3 cây rất là to này với giá tiền là 55.000 ạ. Và hình phần số 2 này, phần số 2 là 3 cây xếp đẹp mê ly luôn, trong đó có cả cây mẹ con. Đó, 3 cây này em xin phép bán 70.000 nhá. Và hình tiếp theo là phần số 3. Phần số 3 này cũng là 3 cây xếp rất là đẹp mà trong đó cũng có 3 cây xếp thẳng, phần này 70.000. Và phần số 4 ạ, phần số 4 này thì em bán với giá đây, 4 cây luôn nhé cô chú anh chị nhá, 4 cây to. 4 cây quế rất là to đẹp ở đây em bán với giá là 60.000 cho lô quế này, quế tím này. Và phần tiếp theo là phần số 5, lô này em bán với giá là 50.000, lá to tròn rất là đẹp luôn. Dạ, ngoài ra bên này đây thì hôm nay em về cái lô dáng hương tam bảo sắc ạ, đẹp tuyệt vời như này. Đó, những cái hàng này mà cô chú anh chị về trồng ạ, hiện tại là vài tháng nữa thôi là sang xuân rồi, cô chú anh chị có thể có ngay những giò tam bảo sắc tuyệt vời mà cô chú anh chị thưởng thức hoa này. Những cái giò dáng, những cây dáng hương tam bảo sắc đẹp vừa tầm ghép tuyệt vời như vậy ạ. Đó, hàng này thì cô chú anh chị về ghép chắc chắn là ít, rất là ít bị xuống lá luôn này. Với giá em bán là 1 kg với giá chỉ có 140.000 trong 1 kg thôi. Và sang bên này đây là cái dòng lan tiểu hồ điệp. Nói là tiểu hồ điệp thôi nhưng mà mỗi một cây khi mà ra hoa, mỗi cần hoa phải vươn dài 4-50 cm, một cây có thể cho từ 1 cho đến 2 cái chùm hoa cô chú anh chị ạ. Giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi. Và dòng tiểu hồ điệp thì hoa khi mà nở thì đa màu sắc rất là tuyệt vời luôn. Rất là nhiều màu sắc. Em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là với 39.000 thôi. Cô chú anh chị mình có thể ghép cho mình trụ hay là những cái chậu mà khi mà nở hoa thì đủ sắc màu rực rỡ như là một cái dàn đồng ca luôn, rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, đây là dàn những cái cây cây lan tiểu hồ điệp cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ, hàng xanh mướt và cắt tỉa kỹ như này, giá chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi, cái dòng lan tiểu hồ điệp ạ. À đâu, giá chỉ có 150.000 trong 1 kg. Đây là dòng đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Giá của gà tròn thì chưa bao giờ nó rơi dưới, từ trước nay chưa bao giờ dưới 180 đâu cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây là một cái lô hoàng nhạn. Những cây hoàng nhạn về đẹp mê luôn như này. Đây là những cây lan hoàng nhạn rừng cô chú anh chị nhé. Và riêng những cây hoàng nhạn rừng này cô chú anh chị về trồng 1-2 năm thôi, có thể cho cô chú anh chị những cây lan nhạn mà nó không khác gì nhạn 4N luôn. Đây là những cây nhạn đã được trồng thuần. Mà ở đây thì em đang có những chậu này, lát em sẽ chia theo hình này. Vậy và 1 kg ở đây em bán với giá, hàng vừa tầm ghép rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Giá là 550.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hàng hôm nay về cái bản lá cây rất là to luôn đấy cô chú anh chị. Lá cây lá to và rất là đẹp luôn. Thì em sẽ bán ngay từ 0,1 kg. Đây, với 0,1 cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một cái lượng như thế này. Đấy, tầm bằng này cây, tức là 4 cho đến 6 cây cô chú anh chị nhé, 4 cho đến 6 cây. Đó, với giá là 55.000 thôi. Cây, những cây hoàng nhạn rất là đẹp như thế này. Và sang bên này đây sẽ là những cây dáng hương đuôi sắc này.
một cái lô đuôi sóc rất là xinh đẹp về như vậy ạ, giá 120.000 trong 1 kg. Hoàng thảo môi tô hay còn có tên là hoàng long vĩ đây, một cái dòng lan mà có những bông hoa có cánh hoa vàng với cả môi tua rất là độc đáo và đẹp luôn đấy ạ. Môi tua em bán với giá là 120.000 cho 1 kg nhé. Hoàng thảo môi tua em sẽ bán từ 0,3 kg. Và bên này đây sẽ là dòng địa lan mạc xuân hay là mạc quân tử, một cái dòng lan mà có những cái bông hoa đẹp một cách trang nhã tuyệt vời luôn. Cái dòng này thì hoa nở Tết ạ, hoa rất là thơm và cái lô hàng về cây to và đẹp khỏe nhé cô chú anh chị nhé. Dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn, em bán cái hàng này với giá chỉ có 90.000 trong 1 kg thôi, cái dòng địa lan mạc xuân đấy ạ. Và kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng, cây bé nhỏ nhưng mà phải nói là siêu có võ luôn cô chú anh chị ạ. Kiều vuông mỡ gà vùng Cao Bằng em bán hàng hôm nay với giá chỉ 180.000 trong 1 kg thôi. Nhưng cô chú anh chị nhìn này, những cây bé bé nhỏ nhỏ như thế này thôi, vừa rồi mỗi một cây có thể cho từ 1 cho đến 2 chùm hoa hết đây cô chú anh chị nhìn ạ. Đó, nhỏ nhưng mà cực kỳ có võ luôn cô chú anh chị nhá. Hoa rất là sai, rất là sai mà đẹp. Đấy, nhưng cây nhỏ nhưng mà những chùm hoa cũng đảm bảo rất là to và đẹp luôn. Đấy, với những cây nhỏ như vậy cô chú anh chị khi mà về trồng ạ, nó sẽ có nhiều thân và đồng thời sẽ có rất nhiều những cái chùm hoa rực rỡ để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa xuân. Kiều mỡ gà 180.000 trong 1 kg. Em bán từ 0,2 0,3 kg luôn đấy cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương cẩm báo này, cái dòng lan thơm ngay từ thân lá, dễ thuần dễ chăm vô cùng luôn. Mà với những cái bông hoa mang hình dáng như những cái đốm, như những cái hình dáng của da báo rất là độc đáo luôn đấy ạ. Em bán là 170.000 trong 1 kg dáng hương cẩm báo nhé cô chú anh chị nhé. Và cái dòng cẩm báo này thì ngoài bán theo cân bên kia thì em còn có hàng theo hình này. Hình này em còn gọi là cái hình số 19 đấy ạ. Hình số 19 là một cái lô 2 này, 3, 4, 5, 6 cây to và đẹp như này này. Đó, thì cái lô này em xin phép bán là 80.000 cô chú anh chị ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 18 đây, cả một lô rất nhiều như này. Lô này em bán với giá là 60.000 này. Và hình tiếp theo là hình số 17, lô này em cũng bán với giá là 60.000. Đó, và cô chú anh chị mua hàng cân bên kia cũng được nhé. Và sang bên này đây, em còn có hai cái lô dáng hương đuôi chồn thôi. Lô này gọi là lô chồn số 1 này, 50.000 cho cái lô dáng hương đuôi chồn số 1 và 60.000 cho lô dáng hương đuôi chồn số 2. Đó, 60.000 cho lô dáng hương đuôi chồn số 2 ạ. Và dòng lan sơn thủy tiên đây ạ. Sơn thủy tiên, hàng em bán hôm nay bán rẻ sập sàn luôn, với giá em bán là 150.000 cho 1 kg luôn cô chú anh chị nhá. Giá lẻ bằng sỉ bằng giá bán lẻ bằng giá bán sỉ luôn cô chú anh chị ạ. 150.000 trong 1 kg dòng sơn thủy tiên thôi. Và với những cái rể vừa tầm ghép rất là đẹp này, giá chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn. Sơn thủy tiên mà giá gần bằng hoàng lạp luôn cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài Henry. Cái dòng lan hài Henry này em bán với giá là 130.000 trong 1 kg. Và dòng lan rất là dễ thuần dễ chăm, em bán ngay từ 0,3 kg. Đấy, cái mùa này đang là cái mùa ghép của dòng lan hài Henry rất là đẹp luôn. Đây là cái sắc hoa của dòng hài Henry ạ. 0,3 tức là 39.000 thôi. Cô chú anh chị mình có thể ghép được khoảng tầm 3 cho 3 cái giỏ lan hài Henry, mà mỗi một cái giỏ phải tầm trị giá là 100.000 khi mà cái hàng mà cô chú anh chị trồng thuần được ấy. Đó, thì thay vì cô chú anh chị mua những cái hàng chậu thuần thì cô chú anh chị có thể mua cho em 0,3 tức là hơn 30.000 thôi, để cô chú anh chị có thể có ngay những cái cây lan hài Henry rất là đẹp như này để thưởng thức. Dạ, sang bên này đây ạ. Sang bên này đây thì em còn có đây là một cái lô dáng hương bạch nhạn, em có hai lô dáng hương bạch nhạn nhá. Lô số 1 này 50.000. 50.000 cho cái lô dáng hương bạch nhạn này. Lô số 2 dáng hương bạch nhạn cũng 50.000 luôn. Cho ai yêu thích cái dòng hoa màu trắng ạ. Và cái hương thơm thuần khiết rất là tuyệt vời luôn đây. Và một cái combo hai cái khúc dáng hương đuôi cáo nguyên bản nhá. Hai khúc dáng hương đuôi cáo nguyên bản rất là xinh đẹp luôn đấy ạ. Khúc này là một cây này. Đó, và khúc này là bên này là hai cây ạ. Và cả cái combo này em xin phép bán ba khúc cáo nguyên bản này 100.000 nhá cô chú anh chị nhá. 100.000 cho hai giỏ cáo nguyên bản này cô chú anh chị về có thể để vào trong một cái chậu đi, hoặc là để như vậy thôi cô chú anh chị ghép lại vào một cái cây cô chú anh chị treo lên rất là xinh luôn ạ. Ở đây ạ, em có mấy cái rể dáng hương tam bảo sắc rất là to. À, cho cô chú anh chị nào mà muốn những cái cây mà nó gọi là khủng ngay ấy cô chú anh chị. Còn hàng bên này thì nó thực sự nó quá là mướt đẹp rồi. 140 cho 1 kg cô chú anh chị ạ. Cây vừa tầm ghép sinh, hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn ở đây cho em. Ở đây thì em có hai cái phần mà hàng dề mẹ con luôn này cô chú anh chị này. Đây ạ, cái phần này em gọi là cái hình số 1 này. Hình số 1 này là một cặp đôi, một cây một mẹ hai con luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một mẹ hai con rất là đẹp luôn ạ. Và cây bên này cũng là một mẹ một con rất là to và dài luôn đấy ạ. Và cả cái hình này em xin phép được bán 60.000 nhé cô chú anh chị nhé. 60.000 ạ. 60.000 cho cái hình quế này cô chú anh chị. À, cho cái hình dáng hương tam bảo sắc này chứ. Đây, cái cây này thì cái ngọn này nó hơi cong cong một chút nhé. Chắc là không bị gãy đâu cô chú anh chị ạ.
kiểu nó dài quá ấy, về vận chuyển thì nó cũng khó, hơi bị thương một chút. Còn bên này đây là một nguyên một cái dề luôn này, một cái dề nguyên một dề giáng hương tam bảo sắc như vậy luôn. Đó. Một đại gia đình có tất cả là 5 cây nhé cô chú anh chị nhé, 5 cây. Rất là đẹp như này. Đấy, cái cây này thì vận chuyển trên rừng về bị gãy, nhưng mà sau này nó sẽ mọc lên cái ngọn con mới thôi. Và nguyên cái dề này em xin phép được bán với giá là 90 nghìn cho cái dề giáng hương tam bảo sắc này. Cái này em bán 100 nghìn đi cô chú anh chị nhé. Dề này bán 100 nghìn ạ. Và cái bên này là hai cặp đôi, một mẹ hai con này, em xin phép bán 70 nghìn đi cô chú anh chị nhé. 70 nghìn cho cái phần bên này. Và 90 nghìn cho cái hình bên này ạ. À 100 nghìn, 100 nghìn cho dề bên này. Sang bên này đây là những cái giò đen đô xuân cực kỳ là đẹp luôn ạ. Những cái giò này thì cái hàng cô chú anh chị nhìn ngay từ cái thân lá của nó ạ. Thân nù và cái lá mít rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Lá mít dày cộp cực đẹp luôn. Mỗi một chậu thì phải rơi từ ít nhất là 5-6 thân trở lên ạ. Và cái chiều dài khoảng tầm 30 cho đến 40 cm, 30-40 cm. Đấy, chậu thân nào thân đấy cô chú anh chị nhìn ạ, mít tụt cực kỳ là đẹp như thế nào. Đó, rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Những cái chậu này mà Tết đến xuân về cô chú anh chị trưng trong phòng khách, trên những cái kệ hay là bàn làm việc, hay là trên những cái kệ gần cái tivi chẳng hạn như vậy. Nói chung là để ở chỗ nào thì cũng đẹp, mà rất là dễ dàng trưng. Đó, những cái giò này cực kỳ dễ dàng trưng luôn. Và một cái giò lan đẹp như thế này em bán với giá chỉ có 160.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. 160.000 cho một giò thôi ạ. Phải nói là thực sự nó hàng nó quá đẹp mê luôn đấy cô chú anh chị. Thân nào thân đấy bây giờ nó đã thắt hết ngọn rồi và đốt ngắn rụt rịt như thế này. Riêng dòng đen đô xuân thì sau này nó sẽ nở hoa rất là sai bông. Đấy, mặt hoa nào cũng đẹp tuyệt vời như vậy cô chú anh chị này. Chắc chắn là những cái giò này sau này sẽ cho cô chú anh chị những cái tác phẩm quá là tuyệt vời. Đã, ví dụ như ở đây là một cái chậu chỉ có hai thân thôi. Những ngày Tết đến xuân về một cái giò như vậy phải tầm trên 200.000 ạ. Hai thân này nó cao khoảng tầm 35, 20 cho đến 30 cm đổ lại thôi nhé. Mà nó đã rực rỡ như thế này rồi. Hiện tại ạ, một cái chậu lan nó VIP và nó đẹp như thế này, ngắm thân lá thôi cũng đủ mê rồi. Mà sau này mà nó nở hoa thì chắc chắn là vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ. Giá chỉ có 160.000 cho một giò. Đấy, thắt hết ngọn như thế này rồi sẽ rất là đảm bảo hoa Tết luôn cô chú anh chị nhé. Thì ngoài ra thì em còn có, nếu như cô chú anh chị muốn có những cái chậu lan mà cây nó cao dài hơn, từ 45 cho đến 60 cm thì ở đây em cũng có đây. Chậu rơi từ 5 thân trở lên. Đó, giá em bán 570. Cô chú anh chị muốn lấy những cái chậu hàng thân ngắn lùn mập nù này, hoặc là lấy những hàng cây cao hơn ở đây thì em vẫn đều chọn lựa được cho cô chú anh chị nhé. Nó quá đẹp đúng không ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu Korat Koki, rất là xinh đẹp luôn. Dòng lan Korat Koki này chính là một cái lan cây lai tạo giống giữa lòng dòng Hoàng Nhạn và dòng Cửu Bảo Tiên ạ. Dòng Hoàng Nhạn và dòng Cửu Bảo Tiên. Đấy, hàng này chuẩn mặt đông cây giống nhé. Nhiều cô chú anh chị hỏi rằng là có chuẩn hàng không đấy ạ. Thì một cái cây lan như vậy nó chỉ có hơn 100.000 thôi, 110.000 cho một cái cặp đôi như thế này. Thì cô chú anh chị mình yên tâm nhé, không việc gì em phải bán sai cây để làm cái gì đâu ạ. Nó không phải là quá giá trị để em phải bán sai cây đâu. Đây, ạ, đây là cái mặt hoa của dòng này, lan này. Cây của nó sẽ mang vẻ đẹp của dòng Cửu Bảo Tiên. Vẻ đẹp của dòng Cửu Bảo Tiên ạ. To như cái chén mắt trâu và thơm đẹp, thân lá đẹp của dòng lan Hoàng Nhạn và cây lá xếp đẹp của dòng Hoàng Nhạn, cũng như là cái vẻ cao lớn của cái dòng lan Cửu Bảo Tiên, nên là khi mà sau này nó trưởng thành sẽ là những cây lan nó quá quá đẹp như thế này nhá. Và một cái chậu nó có hai cây như thế này với giá em bán chỉ có 110.000 cho một chậu thôi. Đó là một chậu hai cây. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu đai châu hồng gấm. Cái dòng này thì hoa sắc hoa cam đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, hiện tại thì những cái cây mà đang nở hoa ấy thì hiện tại là không còn. Đấy, dòng này thì cô chú anh chị mà theo dõi thì biết rồi, sắc hoa cam đỏ, lưỡi anh tím rất là đẹp. Một chậu như vậy với giá 100.000 ạ. 100.000 cho một chậu này cô chú anh chị nhé. 100.000, 10.000 cho một chậu này. Và tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái cây lan mà hiện tại cô chú anh chị đang thấy nở hoa rất là xinh đẹp ạ. Đây là những cái cây lan vũ nữ thẻ bài. Đây là cái dòng hoa kép ạ. Dòng bông kép nên cô chú anh chị thấy là trên một cái cần hoa có rất là nhiều những cái bông hoa như này. Dòng này thì cây là một cái cây mà trồng trong phòng khách, bàn làm việc hay là trong phòng ngủ, là một cái cây mà mang tính phong thủy và cây mang cái có thể lọc không khí, rất là có tác dụng lọc không khí rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Cây này người ta quan niệm rằng nó có thể khi mà mình mang về trồng chăm ấy, nó có thể mang đến vận may tài lộc. Đấy, mang đến sự vận may và tài lộc cho gia chủ. Đó là những cái tác dụng phong thủy của cái cây thẻ bài này, cũng như cái tên của nó. Và một cái chậu lan thẻ bài
Như vậy em bán với giá chỉ có 70.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và riêng những cây thẻ bài này cô chú anh chị yên tâm cho em là cái độ bền của nó phải tầm vài tháng cơ cô chú anh chị ạ. Cái bông hoa này sau này nó không sẽ tàn, không phải tàn ở đây mà sau này nó sẽ mọc thêm những cái bông hoa tím ở trên những cái bông hoa, trên những cái nhánh của cái thẻ bài này nữa nhá. À, hiện tại là cây đang như vậy thôi và cô chú anh chị con sẽ còn thưởng thức hoa trong cái thời gian cực kỳ là lâu nữa. Bên này đây sẽ là những cái giỏ đen đỗ ức mắt đen của chú anh chị này. Dòng đen đô xuân cô chú anh chị ngắm rồi đúng không ạ? Đây là đen đỗ ức mắt đen. Dòng đen đỗ ức mắt đen thì thân lá của nó sẽ nhỏ hơn. Đó. Thân bây giờ cũng đã thắt hết ngọn như này rồi, cực kỳ là căng, mỗi chậu hơn chục thân. Dòng đen đô này, đen đỗ ức mắt đen này một chậu là 230 nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này. Thân thắt đốt sáng bóng tuyệt vời như vậy đấy ạ. Những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này em xin phép được bán với giá là 170.000 trong một giờ. Hiện tại là chậu rất là nhiều thân luôn cô chú anh chị nhìn này. Chậu nào chậu đấy cực nhiều thân và thắt đốt sáng bóng quá tuyệt vời như này. Đã có một số cây là chuẩn bị thấy những cái mắt nụ rồi. Và bên này đây sẽ là những cái giò lan nam kiều lộc bắc. Kiều lộc bắc có những cái cây xưng mắt nụ rất lớn luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Nụ chuẩn bị nứt hẳn ra khỏi thân luôn đấy cô chú anh chị. Một cái chậu kiều lộc bắc như thế này, chậu sum suê và nhiều thân đẹp như thế này đấy ạ. Thân to đùng như ngón tay cái luôn. Chậu với giá chỉ có 170.000 trong một chậu. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu địa lan quân tử này. Một cái dòng lan mà cũng mang ý nghĩa phong thủy tuyệt vời. Cũng trồng trong phòng khách cái bàn làm việc. À, tác dụng lọc không khí, loại bỏ khí độc hại này. Loại bỏ ngay cả tia sóng từ điện thoại tivi luôn đấy ạ. Giá chỉ 75.000 trong một cái chậu địa lan quân tử. To mập nù và nhiều cặp lá như vậy cô chú anh chị nhá. Dòng địa lan quân tử ạ. Sang bên này đây thì em có dòng giả Vi Linh Xuân ạ. Mấy chậu giả Vi Linh Xuân như này rơi vào ít nhất là 4 thân trở lên. Hàng chuẩn ươm ki hết nhé cô chú anh chị nhé. Trước đây mỗi thân hơn 100.000 ạ. Thì bây giờ cả một cái chậu lan mà nhiều thân đẹp như này chỉ có giá 80.000 thôi. Và sang bên này đây thì em còn có thêm những cái cây lan. Đây là những cái giò lan hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Cái chậu em đếm sơ sơ thì mỗi chậu cũng khoảng tầm chục thân ạ. Giá chỉ có 100.000 trong một giò thôi. Mặt bông của dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố đấy ạ. Nó đẹp xuất sắc như thế này này. Đó, màu sắc hồng rất là đẹp nhá. À, sai bông một cách tự nhiên luôn như này, dễ thuần dễ chăm. Trước đây mỗi thân hơn 100.000 cô chú anh chị ạ. Còn bây giờ cả một cái giò thiên cung như thế này, giá chỉ có 100.000 cho cả một cái chậu như thế này. Đó, hàng đảm bảo cho cô chú anh chị có một mùa hoa xuân tuyệt vời luôn. Còn bên này đây thì em còn có duy nhất ba cái cây thiên nga nhé, ba cây thiên nga thân căng mập nù và năm thứ ba thứ tư hết rồi, chuẩn bị cho cô chú anh chị mùa hoa hết rồi ạ. Và cái dòng này thì em xin phép bán mỗi một chậu chỉ có 60.000 thôi. Em có còn hai cái màu sắc, hai màu sắc đó là màu xanh cốm và màu nâu đốm nhé cô chú anh chị nhé. Xanh cốm đây, màu xanh và cái màu nâu đốm rất là đẹp như thế này đấy ạ. Đó, mỗi một cây chỉ có 60.000 thôi và cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường, người ta bán một cây không dưới 170 đâu ạ. Và sang bên này đây là sẽ là những cái cây đen đô ra ra rất là xinh đẹp, một cái chậu to này, nhiều thân như này. Hàng này cho mình hoa quanh năm luôn, có 25.000 trong một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là một cái chậu lan cắt lai a dòng cắt bông đại. Bông này là một cái mặt hoa tuyển chọn nhé, cái thân của nó ngay từ thân đã tím rất là đẹp như này rồi. Một cái chậu này là hoa của nó sẽ là màu tím, đỏ và lưỡi vàng. Cực kỳ nổi bật luôn, với giá em bán chậu này 120. Còn bên này đây sẽ là cũng là chậu cát và đây là cát mini với sắc hoa cam lửa này, 9.000 cho chậu lan cát này. Dòng lan ngọc nữ ạ. Cô chú anh chị thấy là một cái chậu ngọc nữ người ta bán một chậu vài thân lèo tèo thôi ạ. Cũng với giá rất là đắt rồi đúng không ạ? Cái chậu ngọc nữ này của em nhiều thân như này, cực sum suê luôn ạ. Khỏe đẹp có 140.000 cho một chậu thôi. Sang bên này đây là em có những cây lan hồ điệp. Những cây lan hồ điệp này là hàng chuẩn bông đại nhé cô chú anh chị nhé. Bông đại rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị có thể tự mua những cây lan hồ điệp này về và tự trồng để cảm nhận cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời mà nó mang lại. Cảm nhận cái sự thú vị khi mà mình tự trồng được và có được những cây bông hồ điệp nó nở và thưởng thức hoa như thế này. Em bán một cái cây chậu hồ điệp khỏe khoắn và đẹp như thế này ạ, với giá chỉ 30.000 trong một chậu thôi nhé cô chú anh chị nhé. 90.000 thì cô chú anh chị có thể sở hữu ngay ba cây hồ điệp về cô chú anh chị tự trồng chăm sóc. Khi hàng cây hồ điệp mà cô chú anh chị mình trồng tự chăm mà nở hoa ấy, hoa phải nói là siêu bền và siêu xinh luôn cô chú anh chị ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ này. Đó, dòng trầm rồng đỏ ạ, mà bất cứ một ai, những ai chân lan có lẽ là cũng không thể thiếu trong gia đình trong những ngày Tết đến xuân về đều muốn sở hữu đúng không ạ. Hoa của nó không khác gì trầm rừng luôn, cực kỳ là thơm. Ở đây thì em đang có những cái chậu trầm rồng đỏ này. Những chậu trầm rồng đỏ này em gọi cái hình này là hình 39 này. Một cái chậu mà bao nhiêu thân đấy ạ cô chú anh chị, đếm cho em quá sum suê đúng không ạ.
giá ở đây chỉ có 110.000 thôi ạ. Chậu tiếp theo 40, cái chậu này em cũng bán với giá là 110.000 đây cô chú anh chị này. Chậu này là tổng là có 3 thân cao lớn và thêm 2 thân nhỏ nữa nhé. Và chậu 41 là 120.000 này. 41 120.000, 42 ạ. Một cái thân siêu to khổng lồ dài khoảng tầm 80 cm luôn. Đó, dài khoảng tầm 80 cm luôn. Thân to hơn cả cái ngón chân cái, rất là đẹp luôn. Cái giò này em xin phép được bán nó với giá cũng 120.000 và giò 43. Cũng 100, giò này em bán là 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. 110.000 ạ, rất là tuyệt vời luôn. Giò 44 ạ. 120.000 cho cái giò này. Đếm 5 6 7 thân luôn. Và sang hình tiếp theo là hình 45, cái giò này em bán là 100.000 này cô chú anh chị này. 45, chậu này là 100.000. Và 46, trước đây để mà sở hữu một cái giò trầm rồng đỏ, người ta phải bán theo thân, một thân phải tầm khoảng tầm 300.000 và tiền triệu mới có được một cái giò lan gọi là khoảng tầm vài ba thân thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, thì hiện tại hình 46 này, cái chậu này quá nhiều thân luôn, sum xuê như này. Chậu này em bán là 120.000 thôi nhá. Và chậu số 47 đây ạ. Chậu 47 tổng là 5 thân, cao lớn đẹp, dài từ 40-50 cm trở lên hết đấy ạ. Với giá 110.000 thôi ạ. Sang bên này đây là dòng lan trầm cổ. À, trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi đấy ạ. À, trước đây để mà sở hữu một cái thân trầm than củi này cũng là một cái điều xa xỉ luôn cô chú anh chị nhìn này. Cái dòng trầm cổ này thân riêng cái hàng này là không có lẫn đi đâu hết nhá, không dối vào đâu được. Cái thân của nó xoắn đỏ như này này. Đó, chỉ có riêng cái loại trầm cổ là có cái thân xoắn đỏ như này thôi. À, cô chú anh chị ạ, là như vậy, nó thân nó rất là khác biệt luôn. Cái dòng này thì khi mà nở hoa thì mặt bông cũng rất là xuất sắc. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng trầm cổ nhá. Đây. Đó, hoa đỏ thắm rực rỡ như này, sáp bóng đẹp như thế này. Đó. Và cô chú anh chị mà chăm những cái cây này mà đến độ đạt ấy, nó phải dài tầm 1 đến 2 mét cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu trầm cổ này này, hình 48 này, chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có ngay. Khi sở hữu những giò này chắc chắn cô chú anh chị sẽ có ngay những giò lan đẹp giống như hình của em đang đưa ở đây. Đó. Giò này chỉ có 4 thân thôi đúng không ạ, mà nó đã rực rỡ như thế này rồi. Đấy, cô chú anh chị có thể cùng em tham khảo ở đây hình 48. Cái giò trầm cổ này có tất cả là 246 thân nhé cô chú anh chị nhé, 6 thân ạ. Với giá chỉ có 110.000 thôi. Hình 49 cũng với giá 110.000, cũng chắc cũng rơi vào 5 6 thân gì đó. Và hình tiếp theo 50 cũng với giá 110.000 ạ. Và 51 này với giá cũng 110.000 này cô chú anh chị. 52 ạ, rất là tuyệt vời luôn này. Cũng với giá 110.000, thân to đùng luôn, cách mạng luôn cô chú anh chị nhá. 53 cũng với giá 110.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình 54 đây ạ, cũng với giá 110.000. Rồi sau bên này đây thì rất là nhiều những phần lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình. Rồi đầu tiên thì em bán những cái phần kiều, em bán xả luôn, rẻ như cho luôn đấy cô chú anh chị. Phần này em gọi là cái hình số 20 đây ạ. Hình số 20 này với giá là 80.000 ạ. Cả một cái lô như thế này 80.000 với cô chú anh chị là một lô rất là to luôn. Hình tiếp theo là hình số 21, 40.000 cho cả một ôm này. Và hình số 22 ạ, hình 22 này, em bán cả cái hình 22 này với giá là 30.000 nhá cô chú anh chị nhá, cả lô 22. Và hình tiếp theo sẽ là hình 23, vừa bán vừa tặng luôn cô chú anh chị nhá. Bán vừa tặng luôn ạ, hình 23 đây, cái bây giờ đã bắt đầu ra rễ đến nơi rồi đấy ạ. 23, cả cái lô này em bán với giá là 70.000 này. Hiện tiếp theo là hình 24. 24 em bán cái lô này với giá là 50.000 đây. Đó. Sau bên này đây sẽ là những cái hình những cái chậu hoàng nhạn nhé. Đây là những cái giò lan hoàng nhạn mà được nhà vườn người ta trồng khoảng tầm một vài năm ấy ạ. Một vài năm thì được những cái cây nhạn này này. Cô chú anh chị rất là nhiều, cô chú anh chị đang đang sưu tầm những cây nhạn 4N đúng không ạ? Cô chú anh chị mà tìm hiểu kỹ thì cô chú anh chị biết rằng là những cái cây nhạn 4N của Thái mà hiện tại người ta bán rất là đắt đỏ đấy ạ. Mỗi một cây khoảng tầm 300-400 nghìn. Nó cũng đều là xuất phát từ hàng rừng nhé cô chú anh chị nhé. Từ những cây nhạn rừng được nhà vườn bên Thái người ta nhân giống ra, và hiện tại là một cái được cây nhạn 4N rất là giá trị như vậy. Thì hiện tại là mình đang có cái nguồn hàng rừng nó rất là nhiều như thế này. Thì cô chú anh chị tội gì mà không sưu tầm những cây hàng rừng đúng không ạ? Đây ạ. Những cây này khác gì nhạn 4N đâu đúng không ạ? Đây là những cây mà được nhà vườn người ta trồng khoảng tầm 2 năm thôi. Đấy, hình này em gọi là hình số 3. Cái giò này là trồng trên cái giá thể là gỗ nhá. 3 cây. 3 cây lớn và tặng thêm một cây nhỏ xính này, siêu này nữa. Cái giò này em xin phép bán với giá là 150.000 đây cô chú anh chị. Giò này là 150.000 cô chú anh chị nhá. Về để vào một trong cái chậu đi là quá là tuyệt vời luôn. Lá căng mướt mỡ màng như thế này. Đó, hôm nay em bán 150.000 không bán được là hôm mai em phải bán đắt hơn, bởi vì cái giò này thân lá rất là đẹp. Tiếp theo hình số 4 ạ. Cái chậu này cũng là một cái phần mà có 3 cây. Đó, một cái khúc gỗ này có 3 cây nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, trồng trong trụ gỗ này có 3 cây và cái hình này em xin phép bán với giá là 110.000.
110.000 cho trụ này. Bản lá to rất là đẹp luôn. Lá to mít rất là đẹp luôn. Sang hình tiếp theo là hình số 5 này, một cặp đôi hình có hai cây này và thêm một cái cây bé xen ở giữa đấy ạ. Rất là đẹp. Cái chậu đấy em bán với giá là 120.000 đây. Giò này 120.000, hình số 6 là một cây duy nhất trong cái chậu này. Và cái giò này em xin phép bán với giá là 55.000 nhá. Đây hình 6 ạ, hình 7 cũng là một cái chậu gồm có cặp đôi hai cây ạ. Cặp đôi hai cây. Cái bản lá rất là to, nhiều cặp lá như này. Và cặp đôi này, chậu cặp đôi này em xin phép được bán với giá là 120.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 8 đây ạ. Hình số 8 đây cũng là nguyên một cây này cô chú anh chị này. Đó, về cô chú anh chị vì chỉ việc tưới tắm chăm sóc thôi, 60.000 cho cây này nhá. Hình số 8 ạ. Hình số 9 cũng là một cái hình mà gồm có hai cây, cô chú anh chị nhìn cho em. Cặp đôi có hai cây rất là nhiều cặp lá như này. Hoặc không cô chú anh chị mình có thể tự chọn mua hàng cân bên kia cũng được này, cây lá rất là to luôn hôm nay về ạ. Hình 9, em xin phép bán cái hình này với giá là 110.000, 120.000 nhá cô chú anh chị nhá, 120.000 cho hình này ạ. Và sang hình tiếp theo hình số 10 ạ. Hình số 10 là một cái lá nhạn, cây nhạn mà lá rất là to, không khác gì nhạn 4N luôn, rất là đẹp đây. Cái hình này em xin phép được bán với giá là, cây này bán với giá là 70.000 nhá. Là hình số 10 ạ, và là hình số 11 ạ, một cặp đôi có hai cây đấy ạ. Và cái hình này em xin phép bán chậu xinh đẹp này với giá là 100.000. Và chậu số 12, chậu này cũng là hai cây. Đó, em bán với giá cũng là 100.000 ạ. Và chậu 23. Chậu này em bán với giá cũng 100.000, chậu này cũng hai cây nhưng mà lá úp thìa rất là đẹp luôn. Đó, những cái lá chân này nó vàng là chuyện bình thường, những cây lá già ở dưới chân này, dưới cái bộ rễ này vàng là chuyện bình thường của chú anh chị ạ. 100.000. Và sang hình tiếp theo hình 14 ạ. Cái giò này em bán là 100.000 đây. 14 cũng là một cặp đôi hai cây và hình số 15 cũng là một cây lá úp thìa rất là đẹp này. Hình số 15. Em bán cái hình này với giá là 60.000 là một chậu một cây nhá. Bộ rễ rất là đẹp luôn. Và sang hình số 16 ạ. Số 16. Cái giò số 16 này cũng là một cái chậu hai cây này. Em bán với giá là 110.000. 110.000 cho giò số 16 này. Sang bên này đây sẽ là những cái giò hình số những cái giò hoàng thảo vôi và những giò long tu xuân ạ. Long tu xuân, hàng nhà em tự trồng ấy, cô chú anh chị nhìn cái thân lá cảm thấy nó rất là khỏe đúng không ạ? Rất là khỏe, đúng như kiểu như là vứt đâu cũng có thể sống được ấy cô chú anh chị. Là cái hàng mà mình không có chăm sóc mà chỉ có hít khí trời để sống để lớn thôi, nên là nhìn cây rất là chắc khỏe như này. Thân mập nú cực kỳ chất lượng như vậy đấy ạ. Ngắn mập nù rất là đẹp, hình em bán 120.000 cái giò long tu xuân này. Hình tiếp theo là đây gọi là hình 25 ạ, hình 26 này. 130.000 cho giò long tu xuân này, trồng trên cái giá thể là bảng cây gỗ nhãn nhá cô chú anh chị, cực kỳ là bền luôn. Đó, về cô chú anh chị thoải mái treo vài năm thì thưởng thức hoa vài năm. Hình này 130.000 và hình tiếp theo là hình số 127 ạ. Hình 27 này em cũng bán với giá là 120.000 ạ, quá đẹp luôn. Và hình số 28 là một cái giò vôi. 28 là một cái giò hoàng thảo vôi. Đây là vôi bắc nhá, thân nủ luôn. Vôi bắc thì hoa sẽ rất là tím hồng, cực đẹp luôn. Hương thơm của nó chỉ đứng sau chậu thôi ạ. Cái giò vôi bắc này em bán với giá là 120.000 cho giò vôi bắc này. Và hình tiếp theo cũng là một cái giò vôi đấy ạ. Hình 29 cũng là một cái giò vôi này. Đó. Cái giò này là giò vôi, giò long tu nhỉ. Như là thành giò, nó giò này là long tu chứ. Đẹp, mắt nụ nổi hết cả lên rồi. Giò này em bán với giá là 120.000 này. Và sang hình tiếp theo đây cũng là một cái giò long tu. Long tu cô chú anh chị ạ. Long tu, chắc là long tu thôi, không phải vôi. Giò này không biết là vôi hay long tu nhỉ. Hình như là vôi hay sao ấy nhỉ. Giò này chắc là vôi rồi. Giò này em bán với giá 110.000. Bên này là long tu đá hoa tím này. Long tu đá hoa tím em còn có 3 cái giò hàng tuyển chọn rất là đẹp như này. Nhiều thân mà thân ngắn nù như này, khi mà nở hoa thì đẹp lắm luôn đấy cô chú anh chị, xinh lắm luôn. Thì em bán với giá 110.000 ạ, rất nhiều thân luôn. Và hình số 32 110.000 và hình 33 100.000 thôi. Cái này đây thì em còn có những cây đai châu Thái ạ. Đai châu Thái cô chú anh chị nhá. Đai châu Thái này thì em có bán hàng cân luôn ạ. Em bán là 380 1 kg, hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây. Đó, cô chú anh chị mình mà mua cái hàng này về trồng nó rẻ, không bằng một nửa của hàng cô chú anh chị mua hàng hàng chậu thuần luôn cô chú anh chị ạ. Một chậu thuần cây vài trăm nghìn đúng không ạ? Những cây như thế này mà trồng vào cái chậu thuần chắc chắn không dưới 100.000 rồi ạ. Thì cái hình này em gọi là cái hình 34 này. Cái hình này là ba cây đẹp như thế này, với giá của nó chỉ có 160.000 thôi cô chú anh chị nhá. Tiếp theo hình 35 ạ.
35 này 190.000 cho ba cây to bự chảng này. Đó. 36 ạ. 120.000 thôi. 120.000 thôi cho cái cặp đôi xinh đẹp này nhá. Cây này thì bị cắt một bên lá đây này, hình số 37. 37 em bán là 250.000, 230.000, 37. Cho hình bằng này cây này, cô chú anh chị có thể mua hàng cân cũng được. Và sang hình số 38 150.000 ạ. Ôi, sao 150.000 nhỉ? Không phải 150.000 đâu nhá cô chú anh chị nhá. Cái hình này là 3 cây, em bán là 240 cây ạ, 230.000 cho hình này. Đó, 4 cây 230.000 nhá. Mật ong khoái ạ. Mật ong khoái, cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái chất lượng của cái lô mật ong khoái này về. Vàng và trong vắt cực kỳ là ngon luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nhìn cái độ vàng sánh của nó. Hàng chuẩn zin nhá cô chú anh chị nhá. Cái lô mật về quá ngon như này luôn ạ. Và 1kg này em bán với giá là 130.000, 200.000 cho 1kg. Đấy, vẫn còn có cả sát, có những ống mật này. Mở ra là thơm nước mũi luôn ạ. Siêu ngon cô chú anh chị ạ. Cực kỳ ngon luôn. Này cô chú anh chị mà mua về làm quà tặng hay là quà biếu thì, hay là dùng cho gia đình thì thực sự là không có gì giá trị hơn cô chú anh chị ạ. 200.000 cho 1kg, hàng này chủ yếu là rất là nhiều mật. Sáp nhưng mà ít sáp thôi ạ. Rất là nhiều mật. Còn bên này đây là em có cái dòng mà chè dây này. Sạch theo đúng nghĩa luôn, một túi chè dây như vậy là 1kg tự tay gia đình em sao nhặt nguyên liệu luôn nhé cô chú anh chị. 100.000 cho một túi 1kg miếng rong tre đén ạ, 100.000 cho 1kg. Thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1 2 3 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1kg ạ, rêu rừng 50.000 cho 1kg. Giớn đĩa giớn bảng chiều dài 13 20 13 30 giá 15.000 và chiều dài 20 30 15.000 ạ. À 18.000. Bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này, vỏ duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, Phùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp Atonic, 12.000 trong một gói nhé, dưỡng chất AB với giá là 85.000 trong một lọ, Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ ạ, và Super Thai với giá 50.000 trong một lọ, B1 Thái với giá 40.000 và B12 giải độc cho cây 30.000 trong một lọ, liền da Mỹ Tiến 40 và liền da Sẹo Đen là 50 này, thuốc đặc trị côn trùng với giá 70.000 trong một lọ, và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cắt tan đặc trị thối nhũn với giá 4.000 cho một lọ. Kin Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói này. Mà Chi Sodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân dê ạ, với chiều dài là 20cm em bán là 4.000. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 cho một túi 1kg. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương, một cái sản phẩm đã dùng là cảm nhận được cái sự hoàn hảo của nó. Bởi ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nhưng cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tối ưu ạ, 35.000 cho một túi này, và cực kỳ lành tính luôn cô chú anh chị nhé. Thoải mái bón hay trộn giới thải thể mà không sợ bị đen đầu rễ khi mà cô chú anh chị bà bón luôn. Cái này em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 4.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng mà hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và em xin phép dừng clip ở đây ạ.